Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đọc báo, mình thấy bài báo đưa ngày 15 tháng 10 là có cái con ốc sên châu Phi này này, thấy to kinh khủng chưa? Đấy. Đấy, nhìn cái hình trên này mới mới đạt này. Rồi, đây. Đấy, nhìn nó to này, nó to bằng nó to ngang bằng cái hình của cái chị này luôn này, thấy không? Nó to. Và đây này, nhiều quốc gia cấm việc nhập khẩu hay sở hữu các cá thể loại này, dù một số người thích nuôi chúng làm vật cảnh. Đó, để mình vút lên hết để đọc cho các bạn coi. Đây, tiêu đề là ốc sên khổng lồ này, đặc sản ăn vặt ở châu Phi, ẩm thực. Dù là loài xâm lấn tàn phá hoa màu và có thể chứa các mầm bệnh nguy hiểm gây viêm màng não, ốc sên khổng lồ này vẫn được xem là món ăn hấp dẫn ở một số quốc gia châu Phi. Đây, ốc sên châu Phi to chưa? Ốc sên khổng lồ châu Phi là tên gọi thông dụng của một số loài như Lysistrata fulica, Achatina và Aechatina marginata. Tiếng Anh mình không rành lắm, đại vậy. Đây, nhìn con ốc nó to kinh khủng nha. Đấy, chúng được coi là một trong những loài gây hại nhất thế giới, khi có thể ăn hơn 500 loài thực vật, thậm chí cả lớp vựa trát nhà. Nha, đây con ốc sên, nhìn nó to kinh hồn không? Không chỉ tàn phá hệ thống nông nghiệp nhiệt đới và gần nhiệt đới, chúng còn có khả năng sinh sản nhanh và nhiều. Ốc sên khổng lồ châu Phi còn có thể chữa ấu trùng gây viêm màng não cho người nếu không được nấu chín cẩn thận. Đấy, nhìn thấy nó to đại nha. Đó, nhìn chị này ôm này, to hơn cái bàn tay luôn, ôm cái bàn tay ôm không hết con ốc. Cái con này nó nhìn nó cái vỏ nó khác cái con Việt Nam mình này. Tại các nước Tây Phi, ốc sên khổng lồ được sử dụng để chế biến một số món ăn, thường là ở các phong ba hả. Chúng được bán ở chợ và người dân mua về làm sạch tại nhà. Thịt của chúng ít chất béo, ít cholesterol và dễ nấu sau khi đã được làm sạch. Đây, người ta làm lên món ăn ngon không? Thịt ốc sên thường được thái lát, đun trong nước muối khoảng 1 tiếng hoặc cho đến khi nhừ rồi vớt ra, xào cùng tỏi, gừng, cà chua, ớt chuông. Đây, nhìn hấp dẫn không? Quá ngon, ăn với cơm này. Đó. Chúng cũng có thể được dùng để làm món hầm với nhiều gia vị như hành, tỏi, tiêu, ớt bột, sốt cà chua và ăn cùng cơm. Người ta nấu ăn, nấu canh này, món canh này. Theo đầu bếp gốc Nigeria, đồng sáng lập nhà hàng Seri ở Opa Loca, Florida, Mỹ, cách tốt nhất để làm sạch nhất của ốc sên khổng lồ là dùng hỗn hợp phèn, muối và chanh. Tuy nhiên, không có phương thức chế biến nào được coi là có thể hoàn toàn loại bỏ nguy cơ cho người ăn.
Này, theo bài của Jin này. Mình nghĩ cái con ốc Việt Nam của mình có đọc một cái bài báo mà được cái ốc sên bắt nguồn từ châu Phi. Đấy, xong cái người Pháp là người ta rất là thích ăn cái con ốc này. Xong rồi khi người Pháp người ta sang Việt Nam người ta xâm lược á, thì là người ta cũng mang theo cái con này qua để người ta ta ăn. Cho nên là cái con ốc sên ở Việt Nam mình á, mình cũng đọc cái tờ báo đấy thôi, người ta cũng nói là nó được xuất thân từ 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 châu Phi này này, và do người Pháp mang sang đó. Và ở bên bên Pháp có các cái trang trại nuôi ốc sên cực kỳ lớn. Đây, thấy con ốc sên to khủng khiếp không? Đấy. Rồi. Đây là có bài báo hay, mình vuốt mình nhìn thấy đọc cho các bạn coi. Đấy. Thì hôm sau có thời gian thì mình sẽ đọc cho các bạn nhiều bài báo hay hơn về cái loại ốc này. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy vui thì hãy cho mình xin một like và một nút subscribe đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Xin chào.